Đối thủ số 1 tiến bộ vượt bậc, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Trinh gặp khó ở SEA Games 31. Christiana Knot, nữ vận động viên chạy tốc độ số 1 của Philippines và Đông Nam Á, có tiến bộ vượt bậc ở nội dung 100 và 200m, tạo sức ép khủng khiếp lên Lê Tú Trinh trước thềm SEA Games 31. Cách đây 1 năm rưỡi, trên sân nhà New Clark City ở SEA Games 30, Christiana Knot đã có màn thi đấu cực kỳ ấn tượng và mang về tấm huy chương vàng kỷ lục SEA Games cho đoàn Philippines ở nội dung 200m với thành tích 23:01. Khi đó, Lê Tú Trinh của Việt Nam đang là đương kim vô địch cả hai nội dung chạy ngắn là 100 và 200m. Chiến thắng thị uy đó đã khiến Knot trở thành nữ vận động viên đáng chú ý nhất tại SEA Games 30. Tới cự ly 100m, Knot cũng được đánh giá cao hơn Tú Trinh bởi sức vóc và tinh thần đang lên sau chiến thắng thuyết phục ở nội dung 200m. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1997 Lê Tú Trinh đã làm được điều không tưởng, đánh bại Knot chỉ với 0,01 giây. Tuy nhiên, thông số 11 giây 54 của Tú Trinh so với 11 giây 55 của Knot lúc đó vô cùng mong manh. Và đến thời điểm hiện tại, sự chuẩn bị của hai vận động viên cũng vô cùng khác biệt. Christiana Knot mang quốc tịch Philippines và thi đấu cho quốc gia này vài năm gần đây. Nhưng thực tế, cô là người gốc Mỹ. Sau SEA Games 30, Knot hoàn toàn sống và tập luyện tại Mỹ. Cô được thi đấu nhiều ở những giải trong nước và quốc tế. Trong khi đó, Tú Trinh và phần lớn các vận động viên Đông Nam Á khác không có được thuận lợi này. Dịch Covid-19 đã khiến các giải trong nước ít lại càng thêm ít vì phải thay đổi lịch trình. Chưa nói đến việc Tú Trinh chưa được thi đấu một giải quốc tế nào kể từ SEA Games 30. Trong khi cô trò Tú Trinh chỉ được tập chạy ở thành phố Hồ Chí Minh, thì Knot có điều kiện sang tận Italia thi đấu. Ngày 19 tháng 5 năm 2021 vừa qua, cô gái sinh năm 1995 này tham dự giải International Meeting ở Castiglione della Pescaia và được cọ sát với những đối thủ cực mạnh. Knot tham dự cả hai nội dung tủ là 100 và 200m, đều vượt qua chuẩn của giải. Đáng chú ý, ở nội dung 100m, Knot hoàn thành với thời gian 11 giây 30, giành huy chương bạc sau vận động viên Marie-Jose Talu của bờ biển Nga, người có thông số đáng kinh ngạc 10 giây 96. 11 giây 30 là thông số vô cùng tốt đối với Knot, gần chạm đến mức thành tích cá nhân tốt nhất 11 giây 27 của cô gái này. 11 giây 30 cũng tốt hơn thông số 11 giây 36 mà Knot lập tại giải điền kinh Pure Athletic Spring Invitational ở Clermont, Florida hôm 4 tháng 4 năm 2021. Đây chính là thông số chạy 100m nữ tốt nhất của Đông Nam Á từ đầu năm 2021. 11 giây 30 cũng tốt hơn thông số 11 giây 54 từng giúp Tú Trinh giành huy chương vàng SEA Games 30 rất nhiều. Rõ ràng, cô gái này đang có những bước tiến rất đáng kể. Còn ở nội dung 200m, Knot tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi giành vị trí thứ 2 tại giải Italia lần này với thành tích 23 giây 19. Dù thông số trên chưa bằng kỷ lục SEA Games 23 giây 01 mà Knot lập tại Philippines cuối năm 2019, nhưng đây vẫn là thông số chạy 200m nữ tốt nhất ở Đông Nam Á của năm 2021. 23 giây 19 cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với thành tích 23 giây 61 mà Knot lập tại giải chạy ở Mỹ hồi tháng 4. Với những thông số kể trên, giới chuyên môn đánh giá đủ sức giành huy chương vàng cả hai nội dung 100 và 200m ở SEA Games 31 sắp tới. Còn với Tú Trinh, việc tập chay và chỉ được thi đấu các giải trong nước với các đối thủ yếu hơn về mọi mặt đã không tạo nên động lực tối đa cho cô gái này. Gần đây nhất, tại Cúp tốc độ 2021 ở sân Thống Nhất, Tú Trinh dù giành 3 huy chương vàng ở các cự ly 60m, 100m và 200m, nhưng các thông số thì chưa thể hiện hết khả năng thật sự của châu vàng. Ở nội dung 100m, Tú Trinh đặt thông số 11 giây 79, cách xa thành tích 11 giây 54 ở SEA Games 30. Trong khi đó, ở nội dung 200 thì thành tích của cô gái này còn khá thấp, chỉ đạt 24 giây 37, kém thông số giành huy chương bạc SEA Games 30 khá sâu, 23 giây 45. SEA Games 31 đang tiến lên rất gần, áp lực đè lên vai nữ hoàng tốc độ Lê Tú Trinh là không hề nhỏ. Trong khi đó, đối thủ tiến bộ vượt bậc và có nhiều cơ hội thi đấu cọ sát, thì Lê Tú Trinh vẫn đang nỗ lực từng ngày trên sân tập và kỳ vọng những điều kiện thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.